Xin chào các bạn đã trở lại với cuộc sống ở bên Mỹ của Nhân Lì. Thì bữa hôm nay Nhân có một cái kiện hàng đặc biệt từ Florida tới. Bữa hôm nay bên nhà vợ mới gửi cho một kiện hàng các bạn ơi. Thì đây là để mình muốn chia sẻ với các bạn cái cuộc sống ở bên Mỹ này nó có cái gì vui. Để coi trong này có cái gì. Đố các bạn ở trong này có cái gì. Có vàng các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nè. Bông súng. Nếu mà mình khoe cái này, có nhiều bạn ở Việt Nam nói cái này có gì khoe. Nói thật sự với các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, cái bông súng này á, nó còn quý hơn là ở bên Việt Nam các bạn mua những cái đồ Mỹ nữa. Tại vì ở bên Mỹ á, nó không có bông súng các bạn. Nhưng mà bên Mỹ mình có bông súng các bạn biết không. Chỉ có YouTuber bên Mỹ là chỉ có độc quyền là Nhân Lì là có bông súng quay cho các bạn coi thôi nhé. Ok. Những YouTuber ở bên Mỹ khác không có bông súng quay cho các bạn coi đâu. Bây các bạn đừng có nói là tại sao bữa nay anh Nhân quay bông súng. Các bạn biết không, một bó bông súng này á mình đố các bạn bao nhiêu tiền. 50 đô á, cái này là 1 triệu đồng các bạn nhé, 1 triệu đồng á. Cái món thứ hai đó chính là bông điên điển, người ta thường hát là má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ Canada được rồi. Đây là bông điên điển các bạn. Nếu mà các bạn ở những cái miền đồng bằng sông Cửu Long á, mà người ta gọi là miền thứ đó các bạn, thấy không, em về miệt thứ bỏ sầu cho ai, thì bông điên điển là rất là nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam bông điên điển nó quá tầm thường rồi, mình chẳng có gì để khoe cả. Nhưng mà bữa hôm nay bông điên điển nó đã qua tới bên Mỹ rồi các bạn, nó đã qua tới bên Mỹ rồi. Thì các bạn biết một bịch bông điên điển này bao nhiêu tiền không? 20 đô một bịch, gì 20 đô các bạn, là khoảng 400 ngàn. Và bó rau muống này 1 triệu bạc, 400 ngàn bông điên điển. Ok, nhưng mà chưa hết bạn, bông điên điển và bông súng là chưa hết. Ok, bông xô đũa. Wow, mình nhớ lại hồi xưa khi mà mình còn ở Bạc Liêu á, cái này á lấy cho heo ăn các bạn. Bây giờ qua bên Mỹ các bạn mua bịch này bao nhiêu, bịch bông xô đũa này 50 đô các bạn. Hồi xưa ở Việt Nam bông xô đũa lấy cho heo ăn, bây giờ qua Mỹ bỏ ra 1 triệu bạc mua bông điên điển để cho mình ăn. Bởi vì mình nói á, qua bên Mỹ rồi ăn đồ Việt Nam á, mình mới thấy là mình đồ Việt Nam quá mắc. Nhưng mà thôi kệ đi. Đây, mãng cầu ta. Các bạn có biết một trái mãng cầu như vậy bên Canada bán bao nhiêu tiền không? 7 đô la. Bên Canada bán một trái mãng cầu gì 7 đô la. Một trái mãng cầu 140 ngàn, tính luôn thế là 200 ngàn. Mại vô. Mình nói các bạn đừng nói mình nổ, nhưng một trái là 200 ngàn Việt Nam, ok. Thì một bịch mãng cầu như vậy là gần cả triệu bạc. Một bịch mãng cầu cả triệu bạc. Ok. Rồi, món cuối cùng, last but not least. Cái này không biết gì nữa, chắc là sabu chơi các bạn ơi. Sabu chơi. Các bạn thấy không, những cái món mình review á, bảo đảm với các bạn YouTuber bên Mỹ chỉ có một mình Nhân Lì có thôi. Ok, độc quyền nhé. Bây giờ mình sẽ đi chế biến món lẩu mắm Bạc Liêu. Ok, các bạn hãy theo mình, let's go. Bạn ơi, thì nhà cửa hơi bề bộn tại vì mới đi chợ về, các bạn hãy thông cảm tại vì mình không có thời gian dọn dẹp nhé. Thì sabu chơi nè. Thì sabu chơi nè ha, bông đua đũa nè, bông xô đũa. Thì có nhiều bạn gọi đây là bông xô đũa hay là bông xô đũa hay là bông đu đũa gì cũng được. Nói chung là đây là những cái món ăn mà miền Tây các bạn, món ăn miền Tây. Đó, thấy chứ bạn, thấy chưa? Bông xô đũa nè. Bông điên điển nè. Bông súng nè. Ok, tối nay mình sẽ nấu lẩu mắm miền Tây cho các bạn. Bây giờ vợ của mình đang chuẩn bị lẩu mắm các bạn. Hôm nay ăn lễ gì? Bữa nay ăn lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn các bạn ơi. Thì tụi mình sẽ ăn lễ tạ ơn bằng lẩu mắm thôi. Đây là món ăn độc quyền chỉ có kênh YouTube cùng Nhân Lì có thôi. Sẵn tiện cảm ơn anh hai chị hai họ đã tài trợ chương trình này. Oh yeah, đây là fan hâm mộ của mình bên Florida gửi tặng các bạn. Chồng gần không lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha. Bây giờ rửa cái này trước nè. Rửa này trước cho em xào cái này trước. Bây giờ mình sẽ rửa đây xong để vô rổ cho. Ok. Đây. Bây giờ mình sẽ rửa củ thay cà tím. Củ cà tím nhé các bạn. Củ gì? Ok, bây giờ mình sẽ rửa trái cà tím trước.
ăn, bỏ muối vô hết ăn rồi. Lẩu mắm mà không có cà tím á, thì không ngon các bạn nhé. Ok, đây là cà tím nè. Bên kia đang nấu mắm nè. Thì khi mà các bạn nói tới tới Bạc Liêu và Cà Mau á, là nổi tiếng là lẩu mắm các bạn. Ok, cái bông này em chỉ anh lặn nha. Ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tới bông điên điển của mình. Thì có nhiều bạn ở Bạc Liêu thì nói chung là các bạn sẽ không có mấy ấn tượng với video này. Nhưng mà đối với những cái người mà đang ở Mỹ hay là đang ở Canada, đang ở Úc á, khi mà họ coi cái video này họ sẽ thèm mà họ nói là họ sẽ hỏi mình là Nhân ơi, tại sao lại có bông điên điển ăn vậy? Này hư bỏ. Ok. Không biết cái này mình lấy cái mình trồng được ta. Ơ cái hộp nè. Để hộp nè. Bỏ cái gì trong này ha. Bỏ cái đứt này vậy thôi. Ok, bây giờ Nhân Lì sẽ lập bông điên điển. Mình có người họ không thích ăn cái nhĩ trong thì mình đặt cái nhĩ trong đi các bạn ha. Bỏ cái nhĩ trong đi, tại vì cái nhĩ trong nó hơi đắng. Hồi đó mình đi ở cái công viên của Mỹ đó các bạn, họ có cây bình bát luôn nhưng mà người Mỹ họ không ăn cây bình bát các bạn, rất là tiếc. Đi Florida ha. Để lần này mình đi Florida mình sẽ quay cho các bạn coi nhé. Nếu mà các bạn thích, các bạn nào mà thích hãy để lại 3 chấm nha. Mình sẽ cho tìm chứ. Mình sẽ cố gắng để quay cho các bạn coi nhiều video hay lạ ở bên Mỹ. Bây giờ tối nay hai vợ chồng sẽ lặt bông điên điển để đi bán. Bán nhiều sao? Ồ, không biết mình lấy mấy cái này mình trồng nó lên không ta, để thử đi. Mấy cái nhị vậy nè. Thật sự thì mình nói á, các bạn biết không, bông điên điển này á, nếu mà mình mua tại chỗ thì nó cũng rẻ lắm, tại vì mình phải gửi đường máy bay đó, bởi nó cũng hơi mắc các bạn nhé. Mua bông điên điển đi máy bay luôn, ghê vậy. Bây giờ trong bếp của mình nó đã thơm mùi mắm á các bạn ơi. Tối nay mình ăn mắm đi, đã lâu rồi mình không có ăn mắm rồi. Này mà có rau nhút luôn không? Quá trời luôn. Bên đây một gỗ nữa các bạn ơi. Mình đang lụm mót đây. Thường thường mà khi mà người ta ăn cái này là những cái người mà họ nghèo các bạn, họ phải sống tha phương, họ phải sống giống như là ngày đây mai đó, và cái món ăn mà họ có được họ là họ phải đi lặt những cái rau này ở trên những. Đôi khi mà mình ở dịp Bạc Liêu các bạn biết không, cái hai cái cây này á ở trước nhà mình là quá trời luôn, mình hái mình cho heo ăn. Bây giờ mình nghĩ lại câu đó mình mắc cười á, bữa nay mình hái cho mình ăn các bạn. Thì bông sô đũa thì lẹ hơn là bông điên điển rồi, mình sẽ lặt nó rồi mình sẽ ăn thôi. Lẩu mắm thì nó rất là đơn giản, và chỉ các bạn chỉ cần bỏ vô lẩu để ăn thôi. Nhìn bạn mà thấy thương lâu lắm rồi mới thấy lại. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lặt bông điên điển tập 2. Bọc xu đũa. Ok các bạn ơi, bây giờ tới món thứ ba sẽ chính là bông súng các bạn. Wow, cái này mà hồi xưa mà ở Việt Nam mình chấm cái kho ăn là hết sảy con bà bảy luôn. Nhưng mà bây giờ qua bên Mỹ rồi cái này rất là hiếm các bạn. Bông súng nè, bông súng qua bên Mỹ là nó cũng mắc tiền hơn các bạn. Bông súng lên đời. Bây giờ bông súng mà cũng được qua Mỹ nữa. Thì cái bông súng này các bạn tước nó rất là dễ, các bạn chỉ cần tước nó gì thôi. Hồi ở Việt Nam thì mình cũng đã ăn rất là nhiều lần rồi. Không có gì gọi là quan trọng cả. Quên, không có gì gọi là xa lạ cả.
người Mỹ họ họ cũng có trồng bông súng đó các bạn, nhưng mà họ không có ăn các bạn. Mấy cái này là Việt Nam mình khoái lắm, công nhận cái bông súng Mỹ nó bự, nó ú nu các bạn. Thì để cho cái phần ăn bữa nay được phong phú thì mình có chuẩn bị thêm tôm đỏ các bạn. Bên Việt Nam thì mình xài tôm sú, nhưng mà bên Mỹ thì không có tôm sú các bạn ơi, mình phải xài tôm đỏ. Nhưng mà bên Mỹ lại có cá kèo các bạn. Bên Mỹ được nhập cá kèo vô và mực nữa, bởi vì mình sẽ xài này. Và bên đây mình đã có chuẩn bị một cái nồi lẩu mắm rồi. Thì tối hôm nay mình sẽ ăn lẩu mắm theo kiểu miền Tây. Bên đây là mắm, khi mà mắm mua về các bạn luộc và các bạn lọc xương nó ra, và các bạn lấy cái nước mắm thôi để cho cái nồi mắm của các bạn nó thơm mùi mắm. Tại vì nếu mà cái nồi mắm của các bạn không thơm mùi mắm thì nó không phải gọi là lẩu mắm nữa các bạn. Ok. Và mình có bỏ khóm xay vô cho cái nước nó ngọt, tại vì nếu mà mắm không thì nó rất là mặn. Và các bạn phải nêm nếm đầy đủ vô thì nó mới ra được một cái nồi mắm gọi là hoàn hảo được. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ rau đã rửa xong hết rồi thì mình chuẩn bị ăn thôi, còn chờ đợi gì nữa. Bông xua đũa nè, bông xua đũa, bông bê, bông điên điển, cái này là bông bồn bồn, nó dưa bồn bồn các bạn. Cái này là súng. Này hẹ nước hả? Còn đây là nồi lẩu đang soi sùng sụt sùng sụt. Bên đây là cá kèo nè, mực nè, tôm nè. Và có dĩa xoài chán miệng nữa các bạn ơi. Thì ăn lẩu mắm là phải uống bia mới là đúng sách nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà thích ăn lẩu mắm, các bạn có thể về ở ngay cái ngã ba, người ta gọi là ngã ba Lộ Tẻ, ở trên cái đường mà các bạn từ Sài Gòn về Bạc Liêu á, nó có một cái ngã ba, người ta gọi là ngã ba Lộ Tẻ, thì ở đó có một cái quán bún mắm Mỹ Tho ăn rất là ngon. Các bạn vô các bạn kêu nguyên một cái gỗ gao như vậy nè, chỉ có 30.000 thôi, một cái gỗ gao gì chỉ có 30.000 Việt Nam thôi, nhưng mà cái gỗ gao bên Mỹ này, một cái gỗ gao gì á, nó tính cho các bạn tới cả $100 luôn. Ok, tính bằng tiền đô các bạn, ăn lẩu mắm bên Mỹ tính bằng tiền đô. Thật khổ quá mà. Ok, giờ đẩy lửa sôi đi rồi mình sẽ ăn các bạn ơi. Nó nhiều quá, mình đói bụng. Đẩy khai vị bằng miếng xoài ra. Chấm một chút mắm nè. Cái nước mắm, cái nước này nó rất là thơm các bạn. Mặc dù đây là lẩu mắm nhưng mà nó không có mặn. Có nhiều người họ nói là ơi mấy con mắm này nó mặn quá, nhưng mà cái lẩu mắm này mình đã luộc với nước dừa rồi, bị nó không có mặn các bạn. Rất là thơm mùi mắm các bạn biết không. Người Việt Nam mà không biết ăn mắm là không phải là người Việt Nam các bạn nhé. Có nhiều người ở trên Sài Gòn các bạn biết không, họ rất là sợ mắm, họ giống như là người Mỹ như vậy. Ơi cái mắm này hôi. Các bạn biết không, người Việt Nam là phải biết ăn mắm là người Việt Nam nhé. Ok, mặc dù là mình ở Mỹ rồi nhưng mà mình vẫn thích ăn mắm tại vì mình là người Việt Nam. Ok, thì bữa hôm nay kênh của Nhân Lì sẽ độc quyền lẩu mắm các bạn. Bởi khi mà các bạn coi YouTube khác, những YouTuber khác là họ mà thấy Nhân Lì ăn rau muống à, với lại ăn bông súng nè, ngày mai họ nhắn tin cho Nhân Lì, họ sẽ nói là Nhân Lì ơi mua ở đâu vậy, Nhân Lì có thể cho địa chỉ không. Câu trả lời của Nhân là không, nó giỡn thôi. Bây giờ và cạn ly cái nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình Balu này. Quất nó đi. Mình còn nhớ lúc mà mình về Việt Nam phải không. Mình về Việt Nam thì mình đi ăn lẩu mắm. Trời ơi, họ vô trong trọng, họ kêu họ nói mình là anh muốn ăn cái lẩu 90.000 hay là 150.000. Thì mình mới hỏi là cái lẩu 90.000 với 150.000 có gì khác nhau. Thì bà chủ quán bà mới hỏi cái quán mình ăn là ở cái con đường từ Sài Gòn về Bạc Liêu đó các bạn. Thì cái bà chủ nói là lẩu 90.000 thì không có lương và lẩu 150.000 thì có lương. Thì mình mới nói là thôi cho cái lẩu 100, cái lẩu 300.000 đi. Thì bà hỏi là ủa lẩu 300.000 là sao anh? Có nghĩa là lẩu 300.000 là bây giờ chị có lương, có cá gì chị đem lên hết cho em đi. Thì bà nói là khách sọp rồi nha. Nhưng mà nói bây giờ
Bây giờ thì cái lỗ 300 ngàn bà mới bưng ra một cái sửng rau này, một cái dĩ lương và một cái dĩ cá và một cái dĩ thịt heo các bạn. Mình mới nói là chị bây giờ chị có thể bưng cho em thêm hai dĩ lương nữa không và hai sửng rau gì nữa không. Thì bà mới nhìn mình mà bà tưởng mình nói giỡn các bạn. Bà mới nói cái bà mới nói chị cái bà mới nhìn mình, bà mới tưởng mình giống như là không có tiền ăn các bạn. Cái mình mới nói chị cứ đem ra cho em đi, em có tiền trả mà. Thì mình ăn xong cái bà mới tính tiền cho mình, bà nói là bữa nay em ăn cái lẩu này, em ăn ba sửng rau, em ăn thêm hai dĩa lương nữa thì tổng cộng của em là 500 ngàn. Cái mình mới móc 1 triệu ra mình đưa cho bà, mình nói chị cầm 1 triệu này chị khỏi thói cho em nha. Bà nhìn mình, bà không biết mình từ đâu tới các bạn. Thì cái ông lơ xe, ông mới nói mình đó. Ông lơ xe, ông là cái người mà chở mình vô cái quán đó. Ông mới nói là Việt Kiều Mỹ á, mới từ sân bay về, bây giờ đi thẳng về Bạc Liêu. Cái bà chủ mới nói, bà mới nói là hèn chi khi mà tôi bước vô đây á là tôi bà đã biết là nó có thằng Thái rồi. Bạch nó nha, mẹ ăn gì mày chảnh. Nhưng mày nổi nha, ăn xuống đi. Các bạn biết không? Rồi sau đó là cái đó là lần đầu tiên mình đi từ Sài Gòn mình về Bạc Liêu, mình thăm quê của mình là mình ghé quán một lần. Xong rồi mình từ quê của mình mới đi ngược lên, nhưng mà cái chuyến đi ngược lên á mình không có đi bằng xe kia nữa, mình bao xe từ Bạc Liêu mình chạy lên. Hồi lúc mình đi Sài Gòn á là mình bao xe từ Sài Gòn mình chạy về. Rồi lúc đó mình đi từ Bạc Liêu mình lên, thế thì mình bao xe Bạc Liêu lên. Thì lần này mình lại ghé quán ăn lần thứ hai nữa các bạn, trong 2 ngày sau là mình ghé quán ăn một lần nữa. Thì mình bước vô, bà chủ thấy một chiếc xe khác đậu vô, bà thấy mình bước xuống, bà mới nói là ôi khách sộp, chào anh bữa nay anh ăn lẩu đặc biệt đó anh. Cái mình nói ủa bữa nay có lẩu đặc biệt nữa hả chị? Thì bà nói là đâu có đâu, chỉ có một cái lẩu 90 ngàn và một cái lẩu 150 ngàn thôi, nhưng mà anh tới là có lẩu đặc biệt. Bà mới đem cái lẩu ra, bà đem hai dĩa mương ra, bà đem ba cái sửng rau ra, bà nói anh ơi anh bao nhiêu đây đủ chưa. Thì mình ăn uống xong rồi mình uống bia uống này nọ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình nghỉ chân ở cái trạm đó. Thì mình đưa cho bà 1 triệu, mình nói là chị khỏi thói. Thật ra cái lẩu chỉ có 300 ngàn thôi, tiền ăn tiền uống tiền bia tiền này tiền nọ nữa là tính ra gần 500 ngàn các bạn, nhưng mà mình nói chị khỏi thói. Rồi các bạn biết không, cái bữa kia mình đi ra Nha Trang các bạn biết không, cái này mình kể là mình kể thiệt nha. Ok, cái bữa kia mình đi ra Nha Trang thì trước khi mình ra Nha Trang mình đã hỏi rồi, mình đã gọi vô tổng đài rồi, mình nói là mình đã gọi vô tại vì mình có người ở Nha Trang các bạn. Mình thì người ta nói là bây giờ em bắt xe từ sân bay Nha Trang em chạy vô thành phố Nha Trang á thì người ta chỉ tính em là 200 ngàn cho cái chuyến đó thôi. Thì khi mà mình bắt xe taxi từ cái sân bay Nha Trang, các bạn biết đi thành phố Nha Trang thì cái ông kia ổng mới chặt mình theo cái giờ đồng hồ là 600 ngàn. Thì mình mới nói ủa chú, tại sao hồi nãy lúc mà con gọi cho chú á thì chú nói là từ thành phố vô đây chỉ có 200 ngàn thôi mà giờ chú chặt con là 500 ngàn, cái 600 ngàn. Thì ổng mới nói tại vì bây giờ trời nó cũng đã tối rồi, với lại đường khuya nữa, bây giờ chú cũng phải về đó, thì bây giờ đồng hồ nó báo như vậy là thì con chịu khó trả vô 600 ngàn. Thì con nói chạy giờ con đâu có tiền đâu, bây giờ chú nói con là từ thành phố vô đây 200 ngàn, bây giờ chú chở con mà chú tính con 600 ngàn. Thì ổng mới ăn chặn mình các bạn. Thì lúc đó mình mới gọi cho cái người quen của mình ra, thì ổng mới thấy mình gọi người quen mình ra các bạn. Ổng nói thôi gì 200 ngàn cũng được. Các bạn biết không, thì cái ông taxi này ổng ăn chặn mình, đáng lẽ là mình có thể cho ổng 600 ngàn nhưng mà mình không cho các bạn. Mình ghét nhất là loại lừa gạt. Ok, thì sau khi hơn 1 tuần ở Nha Trang mình ăn chơi đã rồi các bạn, mới đi về. Thì có anh kia ảnh chở mình từ cũng là từ thành phố Nha Trang ra sân bay Nha Trang nữa. Thì ảnh mới rước mình, ảnh mới ghi hành lý mình lên, ảnh mới ghi này nọ. Thì trên cái từ cái thành phố Nha Trang mà ra sân bay Nha Trang là 30 phút. Thì ảnh mới nói mình là ôi em đi Nha Trang chơi có vui không em, vậy em có gì cần gì cứ gọi anh đi, anh sẽ take care em, anh sẽ chăm sóc cho em. Thì mình mới tới sân bay Nha Trang, mình mới hỏi anh là anh ơi tổng cộng là bao nhiêu tiền. Thì ảnh nói là chọn gói là từ đây là ra chỉ có 200 ngàn thôi em, không có nhiêu chứ. Mình mới thấy anh này ảnh thật thạo, mình mới móc tờ 500 ngàn ra mình đưa cho ảnh, mình nói anh khỏi thói. Xong đó
xong đó mình bước đi giống như là một thiên thần vậy các bạn, mình bước đi giống như một thiên thần các bạn biết không? Mình về Việt Nam mình móc 500.000 ra mình đưa cho ảnh, mình nói khỏi thối anh, thật ra chỉ có 200.000 thôi mình nhưng mà mình cho ảnh 300.000 luôn, mình nói anh khỏi thối. Ảnh nhìn mình giống như là thiên thần vậy các bạn biết không, giống như là cái chú taxi già kia đó, ổng nói là 600.000, đáng lẽ mình có thể cho ổng 400.000 được, 400.000 chỉ là có 20 đô thôi các bạn biết không, thì bên đây khách nó cho mình 20 đô, đối với Việt kiều 20 đô là rất là rẻ, nhưng mà tại vì ổng lừa gạt mình không cho ổng. Nhưng mà cái anh trẻ này các bạn biết không, ảnh cũng chạy taxi luôn nhưng mà ảnh có lương tâm hơn, thì ảnh nói là từ đây đi đó chỉ có 200.000 thôi anh, không có nhiều đâu. Nhưng mà mình thấy ảnh là nói chuyện với mình rất là vui vẻ các bạn biết không, mình mới đưa cho ảnh 500.000, mình nói là anh khỏi thối. Quang rồi các bạn, đây là bông xô đũa các bạn, anh để nó gục luôn. Bông xô đũa mình ăn ồn ăn gục mới ngon chứ. Nãy giờ tao nói chuyện ăn gục thì các bạn biết không, các bạn hay nói mình là anh Nhân ơi tại sao anh Nhân cứ chơi Việt Nam nghèo này nọ, anh Nhân ơi tại sao anh Nhân cứ nói này nó nọ. Các bạn biết không, hồi đó năm 2016 mình về Việt Nam á, cái mình đi tour, mình đi tour 4 đảo, không biết mình quay clip này cái anh đâu có thấy được ta, hello. Thì mình đi tour 4 đảo các bạn, thì cái giá tour 4 đảo là 1 triệu một người, 4 người là 4 triệu, 3 người là 3 triệu, thì 3 triệu mấy, 3 triệu rưỡi các bạn biết không. Thì cái anh đó ảnh là lơ xe, ảnh mới thu tiền mình, ảnh nói là anh ơi cái tour 4 đảo Nha Trang của anh là 3 triệu mấy á, bây giờ em thu tiền, thì mình mới đưa cho ảnh 4 triệu. Ảnh nói là anh ơi lát nữa em thối tiền lại cho anh nha, thì nó quên, nó không thối tiền cho mình luôn các bạn. Cái chiều á nó mới lại nói mình, anh ơi em sáng giờ em quên thối tiền cho anh, thì mình nói là thôi giữ đi khỏi cần thối đâu. Xong rồi nó nhìn mình giống như là wow, tại vì mình đưa tới 4 triệu lần mà có 3 triệu mấy à, nó dư tới 700 mấy luôn các bạn. Rồi sao đó đâu cũng đúng cho mình à. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon này mà không review, không thúng, không gì hết trơn. Bây giờ mình thử review cái này là gì, hẹ phải không? Ừ, cái dài dài, cái khác hẹ kia nó cũng ngon. Các bạn ăn lẩu mắm đó là các bạn bỏ hết tất cả rau vô ăn gì mới ngon. Đó. Ngon quá. Có bông điên điển nè. Đã 15 năm rồi không ăn bông điên điển các bạn. Mà nói chung ở Việt Nam mình cũng đâu có bao giờ ăn đâu. Đã 15 năm rồi không có ăn bông xô đũa các bạn. Mà nói chung ở Việt Nam mình cũng có giờ ăn đâu. Anh ăn quá à, mới 3 năm chứ nhiều. 2016 mình mới về. Thì cái chuyến đi Việt Nam 2016 nó để lại cho mình rất là nhiều ấn tượng các bạn. Tại sao? Tại vì các bạn biết không, cái ấn tượng nhất là khi mình đi Nha Trang mình xài tiền á, mình nói không phải mình khoe các bạn, ok. Ấn tượng đám cưới chứ. Các bạn biết không, tại vì các bạn cứ hay nói mình nói nổ hoài, nó thường mình không có nổ các bạn. Thì trong cái chuyến đi cái tour 4 đảo đó, cái mình mới ghé cái Nhà Bè đó các bạn biết không, thì cái anh hướng dẫn viên đó anh nói là anh ơi đại gia chúng ta anh ơi lát nữa chuyến tàu này bao cơm, thì tụi anh ngồi chung với nhau để ăn ăn cơm trên đoàn bao nha, thì cơm canh cá sẵn hết. Thì họ mới xách cho mình quy một cái thuyền, là quy một cái bàn các bạn. Thì họ mới giới thiệu đây là có đi chung với mình là có đại gia từ Vũng Tàu qua các bạn, rồi có chị kia nó là bên Việt Nam toàn là người từ Hà Nội ra, rồi đại gia ra các bạn biết không. Thì mình đi chung với họ các bạn biết không, họ giới thiệu là toàn là người đại gia từ Vũng Tàu ra, rồi Hà Nội ra, các bạn biết không?
thì mình đi chung với họ, mình được sắp vô một cái bàn ăn chung trên một cái đòn của mình là ăn chung mười mấy hai chục người đó. Thì họ bưng cơm canh ra, xong rồi mình thấy gì á, mình mới thấy là thôi bây giờ ngồi đợi. Đâu chưa, anh chưa kể tỉ mỉ. Hai nhất là hai cặp vợ chồng Đà Lạt, bởi vì Đại gia Vũng Tàu rất là tỏ vẻ là mình săn bảnh. Rồi các bạn biết không, thì mình với vợ mình đang ngồi trong cái bàn đó, mình ngồi góc này thì hai cái vị đại gia Vũng Tàu ngồi bên trái mình, còn hai cái vị đại gia ở bên Hà Nội thì ngồi bên phải mình. Thì lúc này mình thấy là đợi cơm lâu quá bạn, mình mới đứng dậy và mình đi vòng quanh cái nhà bè đó, và mình mới hỏi cái anh bán kia, anh hỏi là anh cái con tôm hùm bông đó bao nhiêu một ký. Thì ông nó nói là cái con tôm hùm bông này 2,5 triệu một ký. Anh mình mới nói là anh hãy vớt lên và cân cho em ngay và luôn. Thì ông này ông mới vớt lên và ông cân cái con tôm hùm đó là khoảng 3 triệu mấy một con tôm hùm các bạn, 3 triệu mấy. Ông mới hỏi là em ơi em, con tôm hùm này 3 triệu mấy em có muốn lấy không? Cái mình mới nói là anh lấy vô và làm ngay cho em ngay và luôn. Xong rồi mình mới đi qua bên kia, mình mới hỏi là anh ơi cái ốc này bao nhiêu một ký. Ông nói ốc này rẻ lắm em, có 1 triệu một ký à. Mình nói anh bắt lên và ngay và luôn cho em. Xong rồi mình mới lấy thêm con sò nữa, anh mình hỏi anh con sò này bao nhiêu tiền. Thế họ mới nói là anh ơi con sò này rẻ lắm, có 200,000 một ký à. Mình nói bắt ngay và luôn. Sau rồi các bạn biết không, mình mới quay trở lại thì mình mới ngồi xuống bàn. Thì lúc đó đại gia Vũng Tàu và đại gia Hà Nội cũng đứng lên và mua đó bạn. Nhưng mà đại gia Vũng Tàu và đại gia Hà Nội không có mua tôm hùm, chỉ mua tôm nhỏ thôi các bạn, thì chỉ có 100,000 một ký thôi. Thì sau đó họ quay lại tàu thì họ ngồi bên trái của mình, họ ngồi bên phải của mình. Lúc này á, tụi đầu bếp tụi nó mới chạy ra, tụi nó hỏi mình anh ơi cái con tôm hùm canh bự quá, anh có muốn làm 3 món không? Cái mình mới hỏi là làm 3 món là làm như thế nào em? Thì lúc này những cái người họ ngồi trên tàu họ bắt đầu nhìn mình các bạn. Cái mình nói thật sự mình cũng chẳng để ý nữa. Thì họ mới nói là bây giờ em đề nghị gì nha, bây giờ cái đầu con tôm hùm á thì em sẽ xào hành gừng cho anh, còn cái mình con tôm hùm á em sẽ nấu với lại súp gừng, và cái đuôi á, em sẽ nướng mỡ hành cho anh thấy thế nào? Mình mới nói là chú cứ tự quyết định đi. Thì một con tôm hùm 3,5 triệu họ chia làm 3 món cho mình, còn những con ốc á họ nướng. Thì sau khi mình ăn rồi các bạn biết không, khi mà cái phần ăn của mình đem lên đó là 3 cái món tôm hùm, một cái sò nướng rồi ốc nướng rồi, thì những cái người đi cùng thuyền với mình họ bắt đầu nhìn mình, họ nói là trời cái thằng này nó đi đòn rồi, đòn đã bao cơm rồi mà nó không ăn cơm, nó bỏ tiền ra ăn tôm hùm đó. Thì lúc này hai vị đại gia bên Vũng Tàu và bên kia á, họ mới nhìn cái dĩa tôm hùm của mình và họ nhìn cái con tôm của họ các bạn. Tại con tôm hùm của mình tới 1,000,000 ký lận, con tôm của họ chỉ có 100,000 một ký thôi. Thì lúc này những cái người đi chung đoàn với mình họ mới bắt đầu là họ nhìn mình các bạn. Tại vì họ nhìn mình ăn rất là kỳ, giống như các bạn đang nhìn mình ăn thì mình rất là ngại. Thì mình lo ăn tôm hùm với lại ốc của mình không có ăn cơm chung với đoàn các bạn. Mình không ăn chung với đoàn. Thì cái anh dẫn đoàn anh mới nói là anh ơi em có chuẩn bị riêng phần cơm cho anh nè, anh cũng muốn ăn thì ăn nha. Tại vì cái này là cái mình mới nói với anh dẫn đoàn, anh nói là cái mình mới nói với cái anh dẫn đoàn là anh ơi cảm ơn anh đã chăm sóc em nha, bây giờ em có cái này cho anh. Thì mình mới lấy một chút tiền bo ra mình cho cái anh dẫn đoàn đó, thì anh mới cảm ơn mình ríu rít cho em nói thêm về cái vụ tại vì em hơi bị ấn tượng với cái chuyến đi chơi giống như trên cái cặp Vũng Tàu. Hồi có muốn như các bạn đi trên tàu rất là chứng tỏ vẻ ta đây coi thường những người khác làm thì khác các bạn biết không, khi mà mình bước lên tàu á thì cái vị đại gia Vũng Tàu và cái vị đại gia Hà Nội á họ rất là nổi bật, thì họ lúc nào họ cũng chứng tỏ cho những cái người đi chung xe với họ là họ là đại gia từ Vũng Tàu tới. Cho tới khi mình với vợ mình bỏ ra 5 triệu đồng ăn cái bữa ăn đó thì nguyên một cái chuyến đi về họ im re luôn các bạn. Tại vì họ là đại gia Vũng Tàu mà họ mua có 1 ký tôm hùm, 1 ký tôm 100,000 à. Còn cái vị đại gia bên Hà Nội á, họ mua một cái dĩa ốc có 100,000 các bạn. Trong khi đó mình hai vợ chồng mình nhỏ xíu con à mà dám bỏ ra 5 triệu. Quay qua hỏi mình đâu, mình nói mình ở Cần Thơ. Ok. Thì sau hơn nửa tiếng ăn cơm ở trên nhà bè xong rồi đó các bạn biết không? Thì cái ông chủ của cái nhà bè ông nói là ê nhớ lấy tiền của hai vợ chồng trẻ kia nha. Cái anh đoàn nói là bao nhiêu tiền? Anh đoàn nói kìa anh có thể nào thanh toán tiền cho em không? Em phải gửi tiền lại cho nhà bè.
thì mình mới hỏi là vậy bữa ăn bữa nay tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy anh? Cái anh nó nói là dạ có 4,5 triệu anh ơi. Thì những cái người đi chung đoàn với mình họ mới nhìn mình, các bạn không nhìn mình, họ nói là trùng mà ăn cái nửa tiếng là 4,5 triệu không biết thằng này có tiền trả không. Cái họ bắt đầu nhìn ra, thì lúc này mình móc tiền ra thì trong túi mình có nguyên một cọc tiền đô luôn. Mình mới đưa cho ảnh, mình nói anh đây là 5 triệu anh cứ giữ chia cho anh em uống cà phê nha. Xong rồi lúc này mình mới ngồi mình ăn tiếp. Lúc này cả trên tàu họ nhìn mình các bạn giống như là mình là động vật lạ vậy. Có 4,5 triệu thôi mà đưa 5 triệu khỏi thối. Xong rồi lúc này cái vị đại gia Vũng Tàu á, họ ăn một cái dĩa tôm 100,000 họ nhìn mình các bạn. Họ nhìn mình, họ không dám ăn tiếp luôn. Mới qua nói chuyện các bạn. Họ mới hỏi mình là, ủa em ơi, em ở đâu mới về với em? Có ghé Vũng Tàu chơi, nhớ gọi cho anh nha. Xong rồi mình ăn xong các bạn, mình trở lên tàu. Thì lúc này trên tàu có chương trình văn nghệ. Thì cái anh dẫn đoàn á, mình đi qua bên anh dẫn đoàn. Cái anh dẫn đoàn nói là anh ăn 30 phút bằng tiền lương của em mấy tháng trời. Bởi vì nhiều khi các bạn coi kênh của mình á, các bạn nói là anh Nhân ơi sao anh Nhân nổ vậy. Nó thật sự không phải nổ các bạn. Không phải nổ. Tại vì lâu lâu mình mới được về Việt Nam một lần. Nói thật sự với các bạn, một cái bữa ăn tôm hùm bên Việt Nam 30 phút á, 4,000,000 đồng. Nó tính ra bên Việt Nam á, nó chỉ có là 200 đô thôi. Tại bên đây các bạn đi ăn nửa tiếng là các bạn cũng đã được 200 đô rồi. Nếu mà mình về Việt Nam mình ăn 4 triệu á, nói thật sự là mình không có muốn nói là mình chảnh gì cả. Nhưng mà tại vì những cái người đó họ tự nói luôn, họ nói là anh ơi, anh ăn cái bữa này á, bằng mấy tháng lương của em. Xong rồi khi mà mình lên trên xe mình ngồi đi để đi tour 4 đảo á, thì hai cái người ở Vũng Tàu á, họ giống như là họ rất là sành điệu, họ rất là họ lúc nào họ cũng tỏ vẻ là họ là từ Vũng Tàu tới, các bạn biết không. Nhưng mà các bạn từ Vũng Tàu tới mà các bạn không dám bỏ ra 4 triệu để ăn con tôm hùm, mà các bạn chỉ cần đó, trong khi đó mình từ Mỹ về, mình chỉ là người đi làm công ở Mỹ thôi, mình dám về Việt Nam mình ăn con tôm hùm 4 triệu đồng để ăn cái miếng này. Nãy giờ anh nói nhiều quá, anh ghét nhất cái bà vợ thái độ. Các bạn biết không, sau khi mình mua con tôm hùm 4 triệu mình ngồi đó ăn á, xong rồi hai người ở Vũng Tàu á, họ ngồi họ ăn con tôm hùm 100,000 á, họ cứ nhìn mình hoài luôn, họ nhìn không biết luôn á. Chắc là họ đang nghĩ là không biết con tôm hùm 4 triệu này ăn có ngon hơn con tôm hùm 100,000 không ta. Không, hay là nó ngồi nói ở chóng mắt coi hai đứa bay lấy gì trả đi. Hay là họ đang ngồi họ suy nghĩ là đù hai thằng này ăn không biết có tiền trả không. Các bạn biết không, tại bữa đó mình mặc đồ cũng bình thường đấy. Mình về Việt Nam mình mặc đồ như đó các bạn, mình đi ăn con tôm hùm 4 triệu, họ ra họ tính là 4,5 triệu, tại mình có uống bia nữa, mình đưa cho họ 5 triệu, mình nói khỏi thói. Họ nhìn mình giống như là động vật lạ vậy đó. Tại vì mình bo cho nhân viên có 500,000, 400,000 cái nhiêu. Bây giờ mình ăn thử cái con tôm này các bạn ơi. Con tôm này nó có trứng các bạn. Con tôm này không phải con tôm sú các bạn ơi. Nó ngọt ngọt cái thịt. Nó có dai như tôm kia, nó rất là ngọt. Ngọt lạ. Cái đó là cái chuyện kỷ niệm chuyến đi đầu tiên ở Nha Trang. Kỷ niệm thứ hai các bạn đừng nói mình nổ nha. Thì mỗi một khi mà mình về Việt Nam mình đi taxi á, mình hay bo cho tài xế taxi các bạn, giống như là họ chở mình đi từ cái khách sạn của mình tới i resort á, thì mình kêu cái anh chàng kia anh chở mình i resort, thì anh chàng đó nói là tiền của anh từ khách sạn này tới i resort là 150,000 anh ơi. Mình đưa cho anh 200,000, mình nói là anh khỏi thói. Thì anh mới nói là ôi cảm ơn anh nha anh ơi, anh đi i resort xong anh có đi về khách sạn lại không, anh có đi chơi không, anh chơi em số điện thoại đi, em đứng đây em đợi anh. Thì mình mới nói là ok anh có khách anh cứ chạy đi, nhưng mà lát nữa em về em sẽ gọi anh trước một tiếng để anh cho anh chuẩn bị. Nó ôi cảm ơn anh nha anh. Các bạn biết không, thì mình bo cho họ 50,000, nó thật sự 50,000 á, mình bo cho họ rất là vui, bạn biết không. Thì sau khi mình vô i resort ở Nha Trang các bạn biết không, có dịch vụ tắm bùn. Thì mình chọn cái dịch vụ tắm bùn là mắc nhất. Cái dịch vụ đó tắm bùn là hình như là 2,7 triệu một người, là cái nó nằm ở trên cùng của cái dịch vụ i resort luôn á. Các bạn nếu mà các bạn có vô i resort Nha Trang các bạn sẽ biết, các bạn nhìn cái dịch vụ mà cao cấp nhất á là như là 2,7 triệu một người. Ăn trưa. Là nó bao gồm là tắm bùn, massage bùn, ăn trưa rồi massage tùm lum nữa, nói chung là cái bắt chước là 2,7 triệu một người.
Thì bữa đó mình đi ba người là tổng cộng là 6 triệu mấy. Thì mình mới lại mình hỏi em ơi, cái anh muốn lấy cái này làm sao, thì họ mới nhìn mình các bạn, họ mới nói là ủa anh cái này là 2 triệu mấy luôn đó, vô tư. Nó xong rồi nó tính tiền mình 2 triệu mấy các bạn biết không. Cái họ nói là anh ơi, anh đứng đây đợi xíu nha, em sẽ có xe đưa đón. Các bạn biết không? Bỏ ra 6 triệu bạc để đi tắm bùn khoáng. Họ có nhân viên mặc áo dài, đội nón lá, anh ơi, anh đi theo em nhé. Xong rồi xe chạy tới, anh ơi, xe tới rồi nè, lên xe đi. Đúng là bỏ ra 6 triệu bạc đáng mà. Thì bây giờ họ sẽ chở mình từ đất liền lên tới núi luôn bạn, lên tới núi luôn. Xong rồi họ mới nói là anh ơi, bây giờ em sẽ chở anh lên cái khu gọi là khu VIP các anh ơi. Khu này chỉ có một mình anh lên thôi, những người khác không lên được, tại vì khu này dành riêng. Thì trên cái đường mình đi các bạn, ai cũng nhìn mình, nó trời, cái thằng này là ai mà được đi xe đưa lên, những người khác phải đi bộ tới cái chỗ tắm bùn các bạn, mình được xe đưa đi luôn. Ok, bỏ ra 6 triệu bạc xong mình như trăm mấy 200 massage body. Rồi sau đó các bạn biết không, vô trỏng tắm bùn khoáng, tắm thảo dược, ăn trưa xong rồi vô massage body. Cái tụi nhân viên á massage body, tụi nó hỏi là anh ơi, anh có muốn massage thêm không? Rồi mình hỏi là massage thêm là bao nhiêu tiền em? Họ nói là dạ có 150.000 anh. Chơi luôn. Xong rồi mình mới lấy tiền mình đưa cho nó. Các bạn biết không, massage xong á, cái mình mới cho mỗi nhân viên là 200.000. Tụi nó nói, mình nói là em trai lại đây anh nói nghe này nè. Cái tụi nó kêu mình, tụi nó thấy mình quắc lại, tụi nó hỏi mình ủa anh có chuyện gì ạ? Mình móc 200.000 lên. Cái này là anh thưởng cho em muốn uống cà phê nha. Cái này anh thưởng cho em muốn cà phê nha. Thì tụi nó cầm, tụi nó cảm ơn anh nha, cảm ơn anh nha. Các bạn biết bữa đó mình xài ở trong iResort là 6 triệu là tiền vé. Mình cho mỗi nhân viên là 200.000 tiền bo, là tổng cộng là 6 triệu, gần 7 triệu đồng. Mình ở trong iResort mình vung tiền giống như là trời trong. Nhưng mà mình làm gì đỡ hơn, mình ra ngoài đường mình cho những người mà mình không thực sự là họ có thực sự là các bạn biết không? Mình vô iResort lúc 9 giờ, 12 giờ mình ra mình xài hết gần 7 triệu đồng. Ngày sau đi chứ. Xong rồi. Ngày hôm sau mình chuẩn bị về Sài Gòn các bạn. Thì cái chuyến bay của mình là 4 giờ chiều. Thì mình ở thành Nha Trang rồi, đi Nha Trang đi cũng hết rồi. Mình mới nói trời ơi, bây giờ ở Nha Trang 4 giờ chiều mới bay luôn. Bây giờ làm gì vậy? Mình mới gọi cho anh taxi kia. Mình nói anh có thể chở em tới iResort lần nữa không? Thằng nó nói nữa hả anh? Thằng nó gặp mình, nó chở mình vô iResort. Cái mình lên iResort, cái con nhỏ tiếp viên nó gặp mình, nó nói ủa anh, hôm qua em mới thấy anh tới mà. Ừ đúng rồi, anh mới tới nữa, anh muốn tới nữa. Cái nó dạ gì bữa nay anh làm dịch vụ gì? Anh muốn làm dịch vụ giống hôm qua. 6 triệu nữa hả anh? Các bạn biết không, trong 2 ngày mình tốn gần 12 triệu ở iResort. Tính luôn tiền bo là tổng cộng mình tốn gần 13 triệu ở iResort. Trong 2 ngày mà mình đi tắm bùn là hết gần 14 triệu đồng. Tính luôn tiền taxi luôn các bạn. Nhưng mà cởi ra cho các bạn nghe, không phải là mình muốn khoe khoang gì. Cởi ra cho các bạn nghe là tại vì mình ở bên Mỹ mình làm cực khổ bạn. Lâu lâu mình mới được về Việt Nam mình chơi. Bây giờ các bạn nghĩ coi. Mình ở bên Mỹ mình làm cực khổ. Mình Việt Nam, mình đi tắm bùn, mình không dám đi tắm. Mình về Việt Nam mình có con tôm hùm có 2 triệu ký à. Con tôm hùm nó có 3 ký à, không dám ăn. Vậy mình về Việt Nam làm gì? Đúng không? Ở Mỹ mình đã cực khổ làm lụng rồi. Uống cái này. Nhưng mà nói thì đúng xíu á. Tại vì á, hai chồng mình độc thân. Và những người mình đã còn có con, gia đình ta đâu có dám chi nhiều gì đâu. Các bạn biết không, mình kể ra không phải là mình muốn nổ gì, nhưng mà tại vì mình thấy mắc cười lắm các bạn biết không. Giống như khi mà mình đi tour á, hai cái người ở Vũng Tàu á, họ lúc nào họ cũng tỏ ra có tiền các bạn. Nhưng mà họ không dám bỏ ra 4 triệu đồng để ăn cơm tôm hùm, trong khi đó hai vợ chồng của mình là nhỏ con nhỏ xíu con à, mà vô các bạn ngồi biết bao nhiêu người nhìn luôn. Ăn cái bữa đó 4 triệu mấy, lấy 5 triệu đưa cho nhân viên nói là khỏi thói anh. Trời, mình nói xong á mấy người đó họ nhìn mình giống như là ác quỷ vậy các bạn. Họ nói trời, mấy thằng này đúng là xài tiền như nước vậy. Các bạn biết không, cái chữ lâu lâu các bạn thử cái cảm giác đi. Bây giờ các bạn đi vô nhà hàng các bạn ăn có 4 triệu à, các bạn đưa cho người ta 5 triệu các bạn nói khỏi thói. Nó cảm giác nó đã lắm bạn. Đi ăn nhà hàng những gì lỗ một người quen à. anh chủ tiệm nhậu cho mượn ba người. Rồi các bạn biết không, sau đó mình mới ở khách sạn kia. Thì cái khách sạn của mình nó có một cái quán gọi là lỗ một người. Nếu mà các bạn ở Nha Trang á mà các bạn sẽ biết quán đó là lỗ một người.
Nhân Lì đã từng tới đó. Thì cái lần đầu tiên mình tới ăn trưa ở quán đó các bạn ơi, cái anh chủ đó hải sản. Có gì hải sản sao mà ăn hải sản sao. Cái anh chủ đó ảnh rất là bình thường với mình, ảnh không nói gì. Thì mình ngồi vô mình ăn các bạn biết không, thì cái bữa ăn đó chỉ có 300 ngàn thôi, mình mới đưa 500 ngàn, mình mới nói là em anh cho em. Sau đó mình mới đưa 500 ngàn mình nói khỏi thói. Thì ngày hôm sau mình tới cái anh chủ quán, anh đích thân anh ra anh phục vụ mình. Và anh mới xin Facebook của mình, anh nói ủa tụi em ở đâu mới về Nha Trang chơi gì tụi em. Các bạn biết không, và anh đã trở thành bạn thân của mình. Anh nói là sau này tụi em ở Nha Trang, về Nha Trang tụi em nhớ gọi anh nha, anh sẽ có xe đưa đón cho tụi em. Các bạn thấy không, à, vô ăn có 200 ngàn à, đưa 500 ngàn khỏi thói là thành bạn của chủ quán luôn. Đó chính là cách mình kết thân với người ta. Người ta thì nói là đồng tiền đi trước, là đồng tiền khôn. Kẹn ly các bạn. Bởi vì cái chuyến đi 2006 mình chơi rất là thẳng tay các bạn. Bởi vì sau khi mình về Mỹ rồi mình đã trắng tay luôn. Bởi vì bây giờ 2018 rồi mình vẫn chưa về Việt Nam được. Nên nó giỡn thôi chứ tại vì bây giờ mình đang lo cho cái tiệm nail của mình các bạn. Đứa con tinh thần. Ừ. Đây không tiền hả? Tiền ạ đi tôi cho. Ạ đi. Tên thì ngon nè. Thì cái lẩu mắm này rất là ngon các bạn. Vừa có bông súng nè, bông súng này bạn các bạn có thể ăn sống được. Ừ. Bông súng này vừa chín vừa sống ăn rất là ngon em. Em nói để gì gục. Nhìn nó ngon. Ừ. Bông đu đủ á, bông cho đủ á. Tôi ăn cái này á, tôi nhớ lại hồi lúc tôi ở Bạc Liêu các bạn. Cái này quá trời luôn không ăn. Bây giờ qua Mỹ mua 50 đô một bịch. Cái này hồi ở Việt Nam ở Bạc Liêu á, người ta bán 1.000 một ký không ăn. Bây giờ qua Mỹ ăn 50 đô một bịch. Bạc Liêu cái mặt này có nè hai. Ừ. Bởi vì nếu mà có dịp về Việt Nam á là phải ăn uống thả ga luôn, đi chơi thả ga luôn, đi Singapore, đi Hồng Kông, Nhật Bản các bạn biết không? Anh không có Việt Nam á, em muốn đi Cà Mau. Ôi gì? Đi vô rừng trong nhà gì thôi á, chỉ còn á, chơi đi đó rồi. Đi chẳng bắt vui hết thôi đó. Các bạn biết không? Mình á, cái quê của mình là ở Bạc Liêu, thì đi xích xuống nữa là Cà Mau. Nếu mà các bạn có ghé Bạc Liêu, các bạn nới ăn cái món gọi là cá khoai. Trời, cá khoai mà nhúng vô lẩu mắm á. Béo. Các bạn biết không, con cá khoai á là nó không có xương, nó chỉ có sụn thôi. Ăn con cá khoai mà bị mất xương là chuyện vui lắm các bạn biết không. Tại vì mà ăn con cá là mình khoái. Tại vì nó đâu có xương đâu mà mắc. Béo vậy, trời béo luôn. Ngon, cực kỳ ngon luôn. Bữa nay ăn đâu ta? Ở quê. Phải không? Thì nếu mà mình có dịp về Việt Nam, mình sẽ tổ chức họp mặt anh chị em. Fan. Mình sẽ tổ chức tại Bạc Liêu quê của mình nhé. Nếu mà các bạn nào và mình, nếu mà mình thật sự có về Việt Nam á, thì nếu mà các bạn nào mà thích mình nó có thể về, mình sẽ đãi các bạn uống cà phê. Tại vì nếu mà mình đãi các bạn ăn tôm hùm thì chắc là mình kham không nổi đâu. Tại vì tôm hùm bên Mỹ thì nó rẻ, bên tôm hùm bên Việt Nam thì nó rất là mắc các bạn. Mình làm off fan ở Bạc Liêu, Cần Thơ, Sài Gòn. Thì mình chỉ mời, gửi giấy mời cho những người nào thích mình thôi. Những người nào mà không thích mình đó mình sẽ không gửi đâu, mất công họ quýnh mình. Thì nếu mà các bạn nào mà thích gặp mình ở Việt Nam, các bạn hãy để lại 4 chấm nha. Nói thật sự thì mình cũng rất là thích gặp những người bạn của mình. Bạn anh lại gặp đưa anh cái thiệp. Nhưng mà tại vì bây giờ mình lo bận làm ăn, mình không có đi Việt Nam được các bạn. Bây giờ mình phải hy sinh thôi. Một á là đi chơi á, nó có cái vui cái đi chơi là các bạn có thể đi nhiều nơi, nhưng mà các bạn đi chơi về các bạn phải đi làm và các bạn không có tiền. Nhưng bây giờ các bạn không đi chơi thì các bạn có tiền, nó đổi lại là như vậy. Con người chỉ được chọn một thôi, và mình chọn có tiền trước các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ kết thúc video này ở đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã coi cái video lẩu mắm bông điên điển bông súng này của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích câu chuyện của mình về kể.
Cái này là gọi là lẩu mắm nha, mùa nước nổi. Wow. Con tôm này là con tôm gì ta? Con này gọi là tiger shrimp hả? Con tôm này nó đỏ quét các bạn. Ở đây ở đường chỉ của nó có cái gạch nữa nè. Màu vàng. Ừ, ngon quá. Đúng không ha? Thật ngọt ghê. Ngọt tự nhiên á. Lâu lửa thì ăn ngọt quá. Lâu lâu ăn lẩu mắm ngon các bạn ơi. Ngọt cũng phải có đủ là đeo gì nè nó mới đã. Này còn thiếu gì không? Cù nèo, rau nhúc. Thiếu cù nèo, rau nhúc thì mới ngon. Các bạn nào mà chưa ăn lẩu mắm thì hãy đi ăn một lần đi. Mình nói bảo đảm các bạn ngon. Chẳng ly. Nhưng mà mình nói các bạn câu một câu chuyện vui trước khi mình kết thúc video nhé. Ông tám quá. Các bạn biết không, khi mà các bạn đi ăn lẩu mắm đó, trước tiên là các bạn phải tìm cái toilet nó nằm đâu trước nha. Tại vì có nhiều người cái bao tử họ yếu đó, khi mà họ ăn lẩu mắm này đó, họ dễ gặp tàu tháo lắm. Và họ chạy không kịp luôn. That's why bỏ mấy đường vô. Ừ. Với lại nhân dịp lễ Thanksgiving, ăn chúc mọi người ăn lễ vui vẻ. Nhân dịp lễ Thanksgiving, Nhân sẽ chúc các bạn ở khắp nơi trên thế giới một mùa Noel vui, là một mùa Thanksgiving vui vẻ. Hạnh phúc vui vẻ, mát và hạnh phúc trong gia đình. Nhân sẽ chúc các bạn bấm like cho Nhân mỗi ngày. Nhân sẽ chúc các bạn bấm like cho Nhân nhiều để Nhân được nút bạc. Ủa, chưa được hả? Để Nhân được nút vàng. Bây giờ Nhân sẽ kết thúc video các bạn ơi. Cảm ơn các bạn theo dõi nha.